Cho nên nhờ năm 2009 tới giờ đó là chư thần mách bảo, cho nên Nguyễn Lãnh mới được hiểu được bụng bổn. Là Thành ra từ lúc đó là chú biết làm nghề luôn, thầy thuốc luôn hả chú? chưa thầy thuốc mới đây à, nhưng mà trong cái thời gian chưa có làm lương y đó thì tôi thường xuyên là tôi thấy có một vị xuất hiện trước mặt tôi hoài à. Là vị đó là vị nữ độ khoảng tám mấy tuổi à. Tướng người tu im lắm, dởm tướng im lắm, thì có khi tôi thấy bằng ngày luôn nữa. Thì trong lúc đó là tôi khoảng 20 tuổi à, 20 tuổi là tôi thấy rồi. Cho nên như vậy là lúc đó là chưa có trị bệnh nha. Thành ra sau này mới có đâu gần năm nay nè, tới tháng 4 tới là mới được năm. Rồi đừng không nhảy ra trị bệnh đi chứ tôi đâu có biết trị bệnh trị bọng gì đâu. Cho nên bữa nay để mình diễn lại cái cảnh ngày xưa đó, là Nguyễn Lãnh tu ở đây là rất cực kỳ là khổ hạnh, và có mình nên với cái cục đá này quý vị. Sống bằng đêm là mình nên với cục đá này thôi, là rất là khổ hạnh luôn. Nhưng mà tại vì mình mê tu cho nên là không có thấy buồn. Mê tu rồi mê đạo rồi không có sợ luôn, không có sợ những cái loại vật nào mà nó tấn công mình trên. Cho nên Nguyễn Lãnh sống ở đây chỉ mình anh thôi, sống là rất là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi mà mình tu rồi đó quý vị, mình tu rồi là mình phải tu cho ngon, giới lực mình phải giữ cho ngon đi, là mình sẽ sáng liền à. Mình sẽ buông hết tất cả danh lợi tình đồ này kia, mình buông từ từ hết đi, rồi là tâm trí mình từ từ sáng à. Chứ nếu quý vị mà tu quý vị cà đeo hoài là không có sáng đâu. Bởi vì trong cái thời gian đó là Nguyễn Lãnh ở trong cái cảnh mê, Nguyễn Lãnh đi ra, thành ra Nguyễn Lãnh biết trơn à. Cho nên mình buông hết đi, mình muốn sáng cho mau đó là mình buông hết đi. Về cái giới lực và cái sự hành đạo như thế nào này kia cũng hết sức là mầu nhiệm. Cho nên kể từ ngày đó cho tới bây giờ, là tính ra năm 2009 đó quý vị, cho tới ngày hôm nay là Nguyễn Lãnh mới được sáng suốt như ngày hôm nay đó. Chứ lúc trước thì cũng thiếu hiểu lắm, cho nên về cái sự tu cũng còn yếu. Cho nên từ khi mà nhờ chư thần mách bảo chỉ dạy cho tới ngày hôm nay thì mới được đỡ đỡ đó quý vị. Cho nên Nguyễn Lãnh thấy sao, Nguyễn Lãnh nói vậy để cho quý vị nghiên cứu thêm và để tu tập nha. Bởi vì khi mà mình tu rồi đó quý vị, mình tu rồi là mình phải tu cho ngon, giới lực mình phải giữ cho ngon đi, là mình sẽ sáng liền à. Mình sẽ buông hết tất cả danh lợi tình đồ này kia, mình buông từ từ hết đi, rồi là tâm trí mình từ từ sáng à. Chứ nếu quý vị mà tu quý vị cà đeo hoài là không có sáng đâu. Bởi vì trong cái thời gian đó là Nguyễn Lãnh ở trong cái cảnh mê, Nguyễn Lãnh đi ra, thành ra Nguyễn Lãnh biết trơn à. Cho nên mình buông hết đi, mình muốn sáng cho mau đó là mình buông hết đi. Buông mau chừng nào sạch chừng nào mình mau sáng nãy đó. Thì trong đó Đức Thầy đã có chỉ mình là cái cách tu hành trơn rồi. Tại vì mình còn mê cho nên mình chưa có tu, chưa có ngon rồi, thành ra mình chưa có đạt. Cho nên bây giờ để xin kể lại cho quý vị nghe đó, thì trên cái đoạn đường mà Nguyễn Lãnh trở lại đây đó để viếng núi ông lại, thì nhân dịp để trở lại những cái kỷ niệm mà khi mà Nguyễn Lãnh tu tập tại đây, cho nên mới kể lại bằng cái sự thực tế cho quý vị thấy luôn, là ở đây là có ba ông hổ bạch ở đây nè, bằng con bò ngé là rõ ràng nó vậy đó. Cho nên bữa nay để nói và để chứng minh tại chỗ cho quý vị thấy luôn. Đây là cái vồ này ở cách chùa Phật Nhỏ khoảng 500 mét. Thì cũng xin thưa với quý vị nào nếu muốn tu cho mau sáng thì mình phải giới lực mình phải tinh nghiêm.
rồi còn phải thông minh sáng suốt, biết cách tu để mình loại trừ những cái loại mê ra, những cái nào mê mình trừ nó ra. Quý vị mà trừ hết cái mê là quý vị sáng liền à, bởi vì từ cái mê nó đổi qua cái sáng, nó đổi cái cấp kỳ à. Cho nên bữa nay để mình diễn lại cái cảnh ngày xưa đó, là Nguyễn Lãnh tu ở đây là rất cực kỳ là khổ hạnh, và có mình nên với cái cục đá này quý vị. Sống bằng đêm là mình nên với cục đá này thôi, là rất là khổ hạnh luôn. Nhưng mà tại vì mình mê tu cho nên là không có thấy buồn. Mê tu rồi mê đạo rồi không có sợ luôn, không có sợ những cái loại vật nào mà nó tấn công mình trên. Cho nên Nguyễn Lãnh sống ở đây chỉ mình anh thôi, sống là rất là cực kỳ nguy hiểm nhưng mà không có sợ. Không có sợ những cái loài thú nào mà để nó tấn công trên. Bằng đêm mà chỉ là mình anh mình với cục đá thôi, chứ là phải có hai người mà trò chuyện nó cũng đỡ. Còn này mình anh à, đâu cũng cả năm vậy á, gần cả năm á. Rồi đổi đi hoài à. Cho nên là xin nói với quý vị mình đó, quý vị mình muốn tu đó là quý vị mình phải phải buông bỏ hết tất cả đi, danh lợi tình tham sân si, rồi mình tu cho xiết cho ngon, rồi là tôi nói với quý vị là quý vị mau sáng cấp kìa, nó sẽ thành công liền chứ không có gì. Mà trong đó Đức Thầy cũng đã cho mình biết là cư trần bất nhiễm là người thánh, lãng tục đừng mê chứng bậc hiền. Mà nếu mình không mê không nhiễm nữa là mình sẽ chứng rồi, mình sẽ chứng quả rồi đó. Cho nên bữa nay xin báo tin cho quý vị mình hay một cái chuyện rất khủng khiếp nữa, là năm nay là cái năm dần. Cái năm dần này như vậy là nó sẽ tấn công mình bằng một cái trận đại họa là sắp sửa dữ dội. Mà tại vì chưa có tới rồi quý vị không không thấy. Bởi vì cái trận đại họa sắp tới năm dần này đó, mà Đức Phật đã cho biết đó là âm binh nó nẻ chốc từ nhà đó nha quý vị. Chờ có lệnh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi là nó xét từ nhà hết trơn, mà nếu mà nhà nào không tu rồi là tàn mạng với nó. Quý vị biết hiện giờ đó là nó đang mở cái cuộc tấn công mình rất mạnh, là ba con virus. Ba con virus này là rất cực kỳ luôn. Một là con Omicron, con này là nó bóp cổ mình. Còn cái con IHU đó là cái con đó nó bóp bể mạch máu. Còn cái con B1, B2 đó là cái con nó làm như nó bóp mũi mình, dãy như cá lóc đập đầu. Dãy là trong vòng nửa tiếng đồng hồ là rồi lắm mà. Khỏi chở nhà thương nhà gì chứ. Nó ba anh này là cái chủ lực rất mạnh luôn, nó sắp sửa nó tấn công và nó đòi nợ mình đời lý kiếp tới giờ đó quý vị. Nếu ai gây nợ thì chuẩn bị để trả nợ nó nha. Còn ai mà không có nợ thì phải re chứ có gì đâu. Thành ra là bữa nay Nguyễn Lãnh cũng xin nói lên cái đề này là để thực tế về cái vấn đề hành đạo của Nguyễn Lãnh thời gian vừa qua tại đây. Rồi để xin nhắc nhở cho bà con mình để ráng tu. Ráng tu đặng mình sau này mình còn sống sót cõi đời thượng nhân nữa quý vị. Quý vị tu đi rồi quý vị tu dở dở nữa quý vị cũng được sống đời thượng nhân nữa. Quý vị đừng sợ. Mình đừng có chơi bời đàn điếm nữa, đá gà đá bọng này kia, bài bạc này kia dẹp bỏ hết đi, đừng có chơi mấy cái đó nữa. Bởi vì mấy cái đó là mấy cái tội lỗi mà Đức Phật đã cấm rồi, mình đừng có nhúng tay vô. Cho nên bữa nay là ngày là 19 tháng Giêng, mà cũng có nhiều cái phái đoàn đi núi để viếng cảnh để mà về để mà lo tu hành, thì cũng hết sức là mừng cho bà con mình biết cái con đường tu hành, cũng mừng cho một phần đó. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng cũng còn thiếu thiếu hiểu về cái sự lý đạo này kia, chắc cũng còn thiếu chứ cũng chưa được ngon hung. Nhưng mà vậy cũng được rồi, từ từ tìm hiểu thêm.
Rồi bữa nay đó, bữa nay là Nguyễn Lãnh cũng có đi với anh em trong cái cuộc đi núi hôm nay, cho nên Nguyễn Lãnh mới ghé tại đây, ghé tại cái điểm mà vừa qua Nguyễn Lãnh tu đó là tại đây đó quý vị. Rồi một điểm nữa ở bên núi Dài quý vị, núi Dài ngoại Long Sơn Lương Phi, còn một điểm bên nữa Nguyễn Lãnh cũng tu tập bên đó nữa đó. Cho nên là mình bữa nay đi bên núi Cấm bên này thì mình ghé mấy cái điểm này để mình nhắc lại những cái dĩ vãng ngày xưa đó, là Nguyễn Lãnh sống tại đây nè, là thực tế cho quý vị luôn. Còn cái đó là tôi không có gặp, nhưng mà tôi biết mấy ổng ở đây nè, cho nên trong cái thời gian mà tôi về đó là có một vị lại đây ở nữa, một vị đó là vị nữ lại đây ở đây nè. Rồi không biết vị đó không biết làm sao mà có phật lòng mấy ổng không, mà mình không biết, mà mấy ổng là 3 đêm là hiện ra 3 ông là cô quản hồn cô đi luôn. Ông nào nấy bằng bò ngé trắng phiếu. Ừ. Rồi cô quản hồn cô bỏ cái khu vực này cô đi luôn. Nếu mà gặp cọc bạch mà nó không làm gì mình là chắc là mình là người tu, nó không làm gì mình đấy chú, nếu gặp nó là mình là đường nào sống. Cái đó thì mấy ổng hiện giờ thì cũng thuộc về chư thần hết rồi, cho nên là cái trong cái thời gian mà tôi ở đây đó là mấy ổng mách bảo chỉ cho biết về cái vấn đề tu hành này kia. Mà sao lạ thay cái cô đó, khi mà tôi đi cái chỗ này rồi cô kia lại ở thì mấy ổng xuất hiện cô kia làm cô kia sợ cô kia đi, nhưng mà về cái nghĩa gì mình không biết nha, cho nên quản hồn cô đi luôn. Chứ trong thời gian mà tôi ở đó thì có đêm mà tôi nghe mấy ổng trò chuyện đó, nằm chưa ngủ mà nghe là trong lỗ tai, nói ra là như nghe điện thoại vậy đó, nghe mắc ghiền luôn, chỉ cách tu rồi cách ăn ở rồi là chuyện này chuyện nọ này kia, chỉ dạy từ ly từ tí. Cho nên từ đó tới giờ cho nên Nguyễn Lãnh mới được thành công trong cái cuộc đời hành đạo, chứ lúc trước thì nói nào ngay cũng còn yếu lắm, cho nên chưa có đạt sâu được. Cho nên nhờ năm 2009 tới giờ đó là chư thần mách bảo, cho nên Nguyễn Lãnh mới được hiểu được bộn bộn là thành ra. từ là từ lúc đó là chú biết làm nghề luôn thầy thuốc luôn hả chú? Chưa, thầy thuốc mới đây à, nhưng mà trong cái thời gian chưa có làm lương y đó thì tôi thường xuyên là tôi thấy có một vị xuất hiện trước mặt tôi hoài à. Là vị đó là vị nữ độ khoảng tám mấy tuổi à. Tướng người tu im lắm, giảm tướng im lắm, thì có khi tôi thấy bằng ngày luôn nữa. Thì trong lúc đó là tôi khoảng 20 tuổi à, 20 tuổi là tôi thấy rồi. Cho nên như vậy là lúc đó là chưa có trị bệnh nha. Thành ra sau này mới có đâu gần năm nay nè, tới tháng 4 tới là mới được năm. Rồi đừng không nhảy ra trị bệnh đi chứ tôi đâu có biết trị bệnh trị bọng gì đâu. Ừ. Cho nên cách trị bệnh của tôi rất là đơn giản. Không có bốc thuốc nam, rồi không có chặt thuốc nam, rồi không nhà không có chứa thuốc nam gì trơn. Thí dụ như muốn trị bệnh chạy ra ngoài đồng bứt cây cỏ vô trị là rồi đó. Hay hoặc là mấy cái bệnh nào mà nặng quá thì tối đa lắm là 2 thang thuốc bắc là dữ lắm rồi, 2 thang à là rồi đó, người đó hết bệnh đó. Chứ không có rườm rà, không có bốc thuốc nam hay gì rườm rà gì trơn, chỉ rất đơn giản. Rồi nhiều bệnh mà mấy bệnh nhẹ nhẹ chỉ bằng nước lạnh luôn, khỏi thuốc luôn. Mấy bệnh nhẹ mới được nha, mới phát hiện chỉ nước lạnh luôn. Thì theo như tôi độ chắc là cái vị nữ này chắc theo tôi độ, chứ tôi có biết móc xì gì đâu chị. Mà cái vị này tôi thường xuyên tôi thấy đó, là nhiều khi tôi thấy bằng ngày luôn, thấy nhiều khi hiện hiện sau lưng tôi là tôi thấy bằng ngày luôn. Núp núp sau lưng nè, không nói chú câu nào nữa. không nói gì chứ. Từ lúc mà chú ra gặp một cái vị đó tới giờ là chú tự động cái chú phát huy ra chú trị bệnh ra luôn. Gặp lâu rồi, gặp rồi khoảng 20 tuổi lận. Gặp lâu rồi, lúc đó là còn nhỏ. Nhưng mà lúc đó làm như là mình chưa có đủ điều kiện để mình chỉ, thành ra là cái vị ấy chưa độ được. Cho nên là vị Phước Mặt nó mới độ khoảng gần năm nay à.
ra nó cũng có cái điều tuyệt vời nữa là chị người nào là hết người nấy đó, mà người nào mà nếu tôi không chị mà tôi chạy là người đó rồi đó. Là hết cứu rồi. Mấy tôi chị là người đó còn tương lai, còn mà tôi chạy là cái gì rồi. Cho nên bây giờ thấy bà con ở gần xa các tỉnh là đều mến mộ tôi dữ lắm, cho nên là về để tìm, để đến để trị bệnh. Nhưng mà hôm đó nay thì cũng gặp cái hoàn cảnh khó khăn rồi, thành ra cũng không được trực tiếp với bà con hung, cho nên bà con cũng thông cảm là bởi vì cái hoàn cảnh, cho nên là bà con cũng cũng thông cảm cho tôi trong cái lúc này. Chừng nào mà ổn định rồi đó là tôi sẽ giúp bà con hết mình luôn. Cho nên sẵn dịp bữa nay đó, sẵn dịp bữa nay đi giếng núi, đi cũng có dẫn cái phái đoàn cũng vài ba người để đi rồi mới ghé lại cái cảnh cũ mà ngày xưa tôi tu tập tại đây nè, để cho anh em được biết. Đây là chỗ nào, đây là chỗ nào đang biết, đang có bà con là có hỏi rồi nó biết mình nói gì ta. Ngay chỗ này là cái điện kêu bằng cái điện gì đây nè, cái điện cái điện này nó cũng nhỏ cũng gọn. Thành ra tôi cũng không có nhớ điện gì nữa, mà cách chùa Phật nhỏ khoảng 500m à. Điện Sơn Thần nữa, bởi vì lâu quá tôi cũng quên nữa. Cho nên để xin nói với quý vị là đây là cái điện Sơn Thần mà năm 2009 là tôi tu tập tại đây nè quý vị. Cho nên bữa nay là sẵn dịp đi núi rồi ghé lại để thăm những cái kỷ niệm cũ ngày xưa là tu tập tại đây, để mình cho bà con thấy là lúc thời gian trước là Nguyễn Lãnh tu tại đây là cứ rất là khổ hạnh khó khăn luôn. Chỉ Nguyễn Lãnh với cục đá này sống là ban đêm là sống chỉ trơ trọi là như vậy đó. Bởi vì mình quyết tìm cái chân lý giải thoát mà. Cho nên là ngày hôm nay mà tôi trở về về quê là ở gần chùa An Hòa Tự cách khoảng cây số, cũng cắt ở trong đồng, cắt trong đồng rồi ở cũng Bình Anh vậy hả. Rồi cho nên là cũng có biết cũng số trị bệnh này kia để giúp cho bà con, nhưng mà tại vì lúc này cũng đang gặp nghịch cảnh khó khăn rồi, cho nên bà con mình cũng thông cảm rồi để chờ lúc nào em rồi cái mình tiếp tục, tôi sẽ giúp cho bà con hết mình về vấn đề bệnh tật. Bữa nay xin tới đây để kết luận cái đề này, để mong bà con mình ráng lo tu hành nha, bởi vì cái con virus này nó sắp sửa nó tấn công mình dữ dội rồi, mà theo lời tiên tri của thằng Đồng nữa, rồi lời của Đức Thầy đã nói là mai sau nhiều cuộc đắc cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, lập rồi cái hội Long Hoa đang coi hiện đức được là bao nhiêu. Thì đắc cài là quý vị nhớ là tháng 3 tháng 4 nha, thường xuyên là mùa cài là tháng 3 tháng 4, mà đắc thì thổ coi chừng thổ nó gượt mình á. Cái thứ hai nữa là dịch bệnh nó tấn công, rồi thứ ba nữa là Biển Đông nó cự lộn ngoài, nó có thể nó quýnh lộn luôn tới nữa. Thành ra ba cái việc này năm nay nó sẽ dập mình trong năm dần này là rất cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là để báo tin cho quý vị mình ráng lo tu nha. Tới đây xin Nguyễn Lãnh kết thúc cái đề này để xin chào quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật.